Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Hương Sen. Thưa quý thính giả, tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 giai đoạn 2015-2020, nhạc sĩ Võ Công Anh đã được vinh danh với ca khúc mang tên Rạng Rỡ Thời Đại Hồ Chí Minh. Xung quanh thông điệp và cảm xúc sáng tác tác phẩm âm nhạc này, Nam Hiệp đã có cuộc trò chuyện với tác giả nhạc sĩ Võ Công Anh, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả cùng nghe. Di chúc phía sông rồi, bác thanh thản ra đi. Để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân toàn đảo. Thưa nhạc sĩ Võ Công Anh, từ cái cảm xúc nào cũng như cái hoàn cảnh nào mà mình sáng tác nên ca khúc Rạng Rỡ Thời Đại Hồ Chí Minh ạ? Trong những cái đợt hoạt động cũng như là mình làm việc thì nhân mình đọc một cái bài thơ của nhà thơ Mai Hiên viết về Bác. Yeah. Trước nay thì mình cũng viết một số bài về Bác Hồ rất nhiều, nhưng mà có lẽ là khi viết về Bác cũng phải có một cảm xúc cao. Thì nhân cái bài thơ này thì mình đã cảm xúc và đồng thời là mình viết cái bài hát Rạng Rỡ Thời Đại Hồ Chí Minh. Thì trước đây cái bài thơ thì nó không phải tên như vậy. Cái bài thơ thì chỉ nói về vấn đề là cái di chúc của Bác thôi. Yeah. Nhưng sau đó thì mình cảm xúc vì trong cái nhóm và bài hát thì nó nói về cái thời đại mà chúng ta đang xây dựng. Yeah. Và ca khúc này thì mình viết trong vòng bao lâu ạ? Phải nói rằng cái này là đọc và suy nghĩ có lẽ đôi khi là cũng gần cả mấy tháng. Yeah. Để trên bàn viết, nói chung đã viết rồi, nhưng mà mình cũng suy nghĩ tính lại, kể cả từ cái ca từ, nói chung ca từ viết cái bài thơ của nhà thơ Mai Hiên thì rất hay, là đã diễn cảm về vấn đề là khi mà người đã ra đi thì người đã để lại một cái di chúc, mà trong đó với cái tấm lòng của một người coi như là vì cả một cái dân tộc của chúng ta, từ đó hôm nay cháu con chúng ta ở trong cái giai đoạn hưởng độc lập tự do và đồng thời tiếp tục cái sự nghiệp xây dựng làm sao để cho đất nước của chúng ta ngày càng như lời của Bác nói thì đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đó là một cái cảm xúc mà mình thấy trong cái bài hát nội hàm này thì nó có ba ý. Ý thứ nhất là Bác thanh thản ra đi sau khi Bác đã viết cái di chúc để lại cho cháu con ngày hôm nay, tức là chúng ta tiếp tục cái sự nghiệp mà xây dựng đất nước ngày càng là phát triển phồn vinh. Cái thứ hai, cái ý của mình là tiếp tục được cái sự nghiệp này thì cái bài thơ nó nói lên là con cháu bây giờ, cái thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta đó, tức là sau khi là chúng ta tự hào là chúng ta đã chiến thắng và đồng thời sau cái cuộc mà thống nhất đất nước thì chúng ta đã xây dựng đất nước chúng ta từng bước đã vượt qua những khó khăn thử thách và chúng ta vẫn tiếp tục con đường đó là xây dựng cái chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển mạnh, hòa nhập vào thế giới, đổi mới không ngừng phát triển. Cho nên cái chữ Rạng Rỡ Thời Đại Hồ Chí Minh á, mình muốn nói là cái điệp khúc viết ở đoạn A là có mình viết thứ ở một cái tông rê thứ, cái đoạn B thì mình lại viết trưởng, tức là nó hết sức là huy hoàng và đồng thời nó trang trọng. Cho nên cảm xúc của mình rất là sâu khi mình đọc cái bài thơ này, và đồng thời cái tên mà Rạng Rỡ Thời Đại Hồ Chí Minh thì mình cũng cảm xúc mình đặt vào cho cái bài thơ này, là mình chỉnh cái tên và mình dùng chữ Rạng Rỡ Thời Đại Hồ Chí Minh. Dạ, mình thành công với nhiều đề tài thể loại ca khúc từ nhạc cách mạng, nhạc thiếu nhi, nhạc quê hương rồi tình yêu đôi lứa. Như vậy thì với những sáng tác về đề tài Bác Hồ, đề tài về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì nhạc sĩ Võ Công Anh, mình có những cái thuận lợi và những cái khó khăn thách thức như thế nào ạ? Phải nói rằng tại vì mình lúc nào cũng mong muốn viết về Bác. Ví dụ như mình biết cũng có một số bài thiếu nhi là hiện nay thì nói chung cũng đã phổ biến, ví dụ như Bác Hồ Của Chúng Em. Yeah. Hoặc là một số bài về Bác, nhưng mà nói chung là khi viết một bài hát về Bác phải nói rằng chúng ta phải hết sức trân trọng và đồng thời viết cái cảm xúc của mình đó, là phải sâu lắng, vì những nhạc sĩ đàn anh trước đây đó mà
nhiều bài hát viết về Bác thì phải nói là nhiều bài rất hay. Từ đó thì cảm xúc của mình, tức là mình khi mà sáng tác thì nó phải có cái cảm xúc về quê hương, về đất nước, về con người, kể cả những bài hát về tình cảm hiện nay mình đang làm đó, thì nói chung là cảm xúc. Riêng đối với cái việc mà viết những bài hát về Bác thì cái cảm xúc trong lòng mình phải nói rằng mình hết sức là lâng lâng khi mà đặt cái bút mà viết những nốt nhạc và ca ngợi về một người lãnh tụ của dân tộc chúng ta. Cho nên từ đó là viết về Bác thì mình không viết nhiều. Cái giờ này nói chung là viết cũng chưa phải là nhiều lắm đâu, một vài bài thôi. Nhưng mà phải nói rằng mình viết với một cái tấm lòng hướng về Bác. Mình muốn rằng viết cái gì nó mới hơn, tìm những cái cách viết triển khai từ cái ý của Bác, để từ đó là coi như tất cả chúng ta cùng xây dựng và mong muốn đất nước chúng ta ngày càng phát triển mạnh hơn. Dạ, với cái tình cảm cũng như là cái cảm xúc như vậy thì không biết là sắp tới thì mình tiếp tục với những cái sáng tác về đề tài Bác Hồ cũng như là đề tài học tập và làm theo Bác như thế nào ạ? Học tập làm theo phong cách tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh thì phải nói rằng hiện nay là cái phong trào đang đạt được nhiều hiệu quả tốt. Mình cũng rất mong là viết được thêm nhiều bài hơn nữa. Vì thực tế là mình cũng đang suy nghĩ đây, tức là vừa qua viết là một số bài hát về thành phố, ví dụ như Tỏa Sáng, Thành Phố Tôi Yêu, yêu viết về thành phố mình đang sống, cũng là một trong những cái ý mình cũng muốn nói luôn vấn đề thành phố mang tên của Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên cũng nhiều bài hát về Bác, mỗi một ý một bài hát mình viết thì nó đều có những cái tính cách là nói về Bác, cái phong cách, cái đạo đức, những cái lời dặn dò trong cái di chúc của người, để từ đó mà chúng ta học tập và chúng ta làm theo. Phải nói rằng đối với cái việc mà viết và suy nghĩ tiếp tục trong thời gian sắp tới thì sẽ tìm thêm những cái ý sâu hơn, làm sao để mà coi như nó phát triển tốt hơn, để có những cái giai điệu, có những cái ca từ, có được những cái bài hát ngang tầm với cái sự phát triển của thành phố chúng ta, đất nước chúng ta. Dạ, cảm ơn những chia sẻ từ nhạc sĩ Võ Công Anh và xin chúc cho nhạc sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe, say mê sáng tạo hơn nữa để tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm về đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài về Bác Hồ cũng như là đề tài về quê hương đất nước nữa ạ. Xin chân thành cảm ơn đài Tiếng Nói Nhân Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả bạn nghe đài đã nghe thì bài hát mà tôi viết là Rạng Rỡ Thời Đại Hồ Chí Minh. Bài hát này thì ca sĩ Minh Ngọc cũng là một ca sĩ của Nhạc viện Thành phố hát. Thì chúng ta cùng nghe cái sự đầu tư cái bài hát về Bác. Dạ, vậy thì chúng ta hãy cùng nghe lại ca khúc Rạng Rỡ Thời Đại Hồ Chí Minh, sáng tác của nhạc sĩ Võ Công Anh, lời thơ của nhà thơ Mai Hiên qua tiếng hát của ca sĩ Minh Ngọc. Di chúc phía sông rồi Bác thanh thản ra đi, để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân toàn đảo. Ôi lòng mơ bao la và trong gió, vì đảng vì dân quên cả chính. Chúng thiêng liêng sâu nặng.